Lô. Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Diệt Khải Nam ơi. Và ngày hôm nay thì Khải sẽ lên đảo và cũng như là Khải sẽ đổi nhân vật giới tính của Mạc Nghe My này về nhân vật nam nha Nam ơi. Và anh em cùng theo dõi Khải xem thử liệu đổi ở nhân vật nam thì sẽ làm gì nha Nam ơi. Hiện tại thì sau khi đánh nhiều trận đại hội anh hùng vào tối 7:10 hàng ngày thì Khải cảm giác rằng với cái set năm hành của Khải, đó là gồm nón định quốc, áo định quốc và những đồ như là nón định quốc, áo định quốc này, Khải lùm ra này, bộ tay phòng thủ 11 làm chậm 40, ngọc bội làm chậm 40, đai lưng kháng băng chống độc, nhẫn kháng băng chống độc và hai nhẫn nhẫn lôi và giày lôi dây chuyền kháng cả. Thì thực sự mà đỡ mà nói thì nếu như Khải gặp năm độc thì Khải chắc chắn Khải sẽ thua, tại vì là cái lượng thời gian chống độc trên ạch của Khải không có, chỉ có khoảng tầm 80 đi, trong mắt 80 đi, thực sự đánh với năm độc cũng không chịu nổi. Vấn đề thứ hai là nếu như gặp những con game mi mà tương đối cấp ngang cơ mình mà nó bằng set hiệp cốt, đó là nhân vật nam, thì mình sẽ chơi không lại nữa mà, tại vì nó sẽ bằng, nó sẽ mang khoảng tầm hai món thủ lấy vào full kháng băng, thì thực sự nếu mà mang kiểu đó thì không thì đánh lại nổi, chưa nói đó là gặp thiên bang, đó là một sự rất là khó nữa mà. Nên là ngày hôm nay Khải sẽ thay đổi về nhân vật nam và lên set hiệp cốt cho anh em xem thử hiệu quả như thế nào nè mày. Tại vì ở vòng những vòng đại hội anh hùng thì nó chỉ solo 1-1 thôi nè, solo 1-1 thôi. Nên là Khải nghĩ Khải nghĩ sẽ chuyển về set hiệp cốt thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đây, chúng ta cùng chuyển set hiệp cốt cho anh em xem. Hôm trước thì Khải cũng đại hội anh hùng win được một trận lên ngôi quán quân nè. Lúc đó may mắn gặp Thiên Bang thì đánh câu đam câu giờ thì Thiên Bang nào đành phải bỏ cuộc. Khải là người lên ngôi. Nhưng mà thực sự nếu gặp năm độc ở trận tranh chung kết đó thì chắc Khải là phải to nè mày, cũng như là gặp Nghe My chắc chắn Khải sẽ to, tại vì lượng kháng băng Khải không có nè. Lượng kháng băng Khải nếu mà bận xếp năm hành thì chỉ có nhẫn kháng băng và đai lưng kháng băng thôi, thì với hiệu ứng kháng băng khoảng tầm 5 bit thì thực sự là không thể nào mà trụ nổi với những Nghe My VIP kia. Thì ngày hôm nay Khải đành phải quyết định về lại sát hiệp cốt cho tạc Nghe My này, và cũng như là lên thời gian chống độc cực kỳ cao cho tạc Nghe My này để có thể đánh tăng dụng môn. Nếu như gặp Nghe Độc hoặc là gặp Nghe My thì mình cũng có thể trụ đam tốt và kết thúc thời gian như thế nào đó thì mình sẽ tính vào lượng đam nè. Chứ còn thực sự là đỡ mà mang set năm hành thì không thể nào đánh nổi. Đó, đơn giản như vậy nè. Bây giờ chúng ta cùng xem set hiệp cốt Khải vừa đưa qua nè em ơi. Khải định đưa qua nè. Đây. Hiện tại là Khải sẽ lấy set hiệp cốt từ con đường môn sang. Thì con đường môn Khải chắc là về năm hành và Khải sẽ kiểu là mang cho nó kiểu set năm hành như cũ, nhưng mà sẽ tăng trang cho nó 40 chón đỡ phụ đánh tống kim đó. Rồi, hôm trước thì Khải cũng hơi bị cái chỗ là chuyển năm hành đường môn và hiệp cốt đường môn, thì sợ là hiệp cốt là lợi hại nhất đây mà, hiệp cốt cho đường môn là lợi hại nhất là đánh tống kim. Thì và tại vì set của Khải khá là đẹp anh em, nó thủ 25 này, nó này cũng dạng độc hàng server nữa, giày thủ lấy này anh em thấy chưa, đàn thủ lấy này anh em thấy chưa đó. Rồi, đai lưng kháng băng này thì sự là Khải đang test thử là có nên mang đai lưng kháng băng hay là mang đai lưng phòng thủ lý, tại vì là Khải rất là sợ Thiên Bang này mà. Đỡ mà nói đánh những trận đánh mà gặp Thiên Bang viết thì họ đập của Nghe My mình khá là nhiều. Nếu phòng thủ mình không có thì thực sự đó là một tình huống khó dành cho Nghe My. Nên là Khải đang phân vân giữa đai lưng và đôi giày, quên đai lưng phòng thủ và đai lưng kháng băng nên mang cái gì. Và bây giờ chúng ta cùng lên đảo thử như thế nào nè em ơi. Đây, sẽ đồ Khải đang định lên nè em ơi. Một tay kháng băng 24 này, một nhẫn kháng băng 23 này, một cây vũ khí kháng băng 23, thời gian độc 40, ba tay thời gian chống độc 40, kháng băng 23 và gia truyền thì chắc là Khải sẽ tìm một gia truyền thời gian chống độc 40, cũng như cái nhẫn vậy, thời gian độc 40 thì Khải sẽ có cho mình khoảng móc 160 thời gian chống độc, và lần lâm trọng thì có cho mình nón, đai lưng và giày thì đang có cho mình là còn 90 thời gian lâm trọng, 90 thời gian lâm trọng. Nếu như hợp lý dư điểm thì Khải có thể tăng mắt thanh âm thì có thể đạt 120 lâm trọng nha nè. Đó, trên tinh thần là đang tính như vậy, không biết là liệu có đủ điểm để tăng không nha nè. Rồi, ok, chúng ta lên đảo. Trên tinh thần là tính như vậy, không biết là liệu có đủ điểm để tăng hay không này. Giờ anh em cùng lên thử như thế nào đây. Anh em đang xem đừng quên đã làm like cho xem hồ chơi anh em ơi. Lên như thế nào rồi, tính toán như thế nào hợp lý thì xuống đảo thôi nè. Chết, ok. Rồi, vừa rồi khai tải kỹ năng, anh em chờ một chút. Ok, sau khi thấy kỹ năng và tiềm năng xong thì bây giờ Khải mang đồ vào nha nè. Tăng sức mạnh, thông phát là mang đồ vào nè. Thực sự là đỡ mà nói mang về set hiệp cốt như thế này thực sự là quá là pin em ơi. Thực sự đó là một điều khá là pin luôn. Set hiệp cốt này từ cũng đường môn Khải chuyển qua nè. Nón nè, thủ lý 520, sử dụng lực đẹp. Đó, áo hiệp cốt 50, nhẫn hiệp cốt,
Ngọc Bội Hiệp Cốt kháng cảnh 5. Giải diện Hiệp Cốt Khải sẽ tìm giải diện kháng thời gian giống độc 40 thay vào chỗ này anh em. Và tay thì giống độc 40 không băng. Vũ khí giống độc 40 không băng. Giống không băng. Đó. Để dành thủ lý lùng chậm. Hiện tại sơ qua thì lượng kháng hàng Khải được Khải thành mắt cá đàm là tính sau. Trước tiên mình thành mắt cá đàm là tính sau nè mày. Sau mình tính đến hiệu ứng búp. Nó sẽ đến hiệu ứng búp. Chưa gì hết là kháng băng đã được 75 cộng 1 rồi. Khá là ok. Đây được 5, 72 75 cộng 1. Cố gắng lên được 75 cộng 2. Có thể 75 cộng 3 thì mang đai lưng này thì có thể lên được 75 cộng 3. Chúng ta thì cứ tăng điểm phụ trợ trưởng hết vào có đã. Tính tiếp. Tăng mắt hết vào phụ trợ trưởng thì chắc là lực tay cũng 5 cả 2 này. Nhưng không chắc là cả tính. Đúng rồi. Rồi. Ui, tăng lộn rồi, là tại tỷ lộn rồi, sorry nè. Ok anh em ơi, sau khi tăng xong hiệu ứng của Nghe Mì Trưởng thì hiện tại là Khải sẽ tăng chọn 5k2 thêm 105k3 lực tây. 5k3 lực tây và Khải sẽ phun vào sinh khí. Rồi, phun vào sinh khí lượng máu như thế nào thì tính điểm cho anh em xem nha. 5k3 Khải sẽ tăng sen khoảng 14 máu 9k5. Rồi với ứng máu 9k5 9k5 lên thanh âm là nếu nâng mắt thanh âm lên thì thưởng bao nhiêu. Khả năng muốn mắt thanh âm đỡ lên hiệu ứng từ từ à? Cái này nhiều quá. Khả năng khoảng tầm 30 thời gian làm chậm là 30 thời gian chống độc thôi. Hiện tại đang dư đến 3% rồi. Khả tải lại một cái. Khả thì giảm bớt đỡ có thể tích vào điểm khác nè. Ok anh em ơi, sau khi tăng sơ sơ qua thì bây giờ Khải sẽ trang bị cho nó thêm những món khác tất cả. Rồi Khải cho anh em xem hiệu ứng khác ở đâu. Khải cho anh em xem hiệu ứng khác. Đây, hiệu ứng kháng cảnh 10, mặt nạ kháng cảnh 5, trang sức kháng cảnh 5. Đây, hiện tại tại Khải tăng lên được kháng hàng được 75+2 mang vô. Ôi trời ơi, lượng kháng đẹp quá anh em ơi. Ôi, vẫn như thế này quá đẹp luôn. Kháng băng 75+3 phòng thủ 75, thực sự là quá tròn em ơi. Xem thử có thể lên được 75+1 phòng thủ không. Phòng thủ được à. Tính ra phòng thủ, ui thiếu vài điểm nữa phòng thủ lên 75+1 em ơi. Thiếu 1 điểm nữa, what the hell. Thiếu 1 điểm 1 nữa phòng thủ lên 75+1, vãi chướng. Thì vì là anh em tính sơ qua nè với hiệu ứng này 5 nè, 5 là 10 nè, với này nữa là 20 thì chắc chắn sẽ được cộng 1 rồi. Cái cộng này sẽ được cộng 1 này. Thì hiện tại nhìn vào cái điểm trên người thì thiếu đúng 1% nữa thì có thể phòng thủ lấy được 75+1. Hay nha. Thiếu đúng 1% phòng thủ lấy năm ơi. Sẽ lấy được 75+1. Hay dữ ta. Thiếu đúng 1% nữa năm ơi. Cái cộng này là 20 nè, 20 là được cộng 1 nè. Đó. Anh em có đợi là cứ lên 75 xong rồi chúng ta đạt mốc 20% thêm nữa thì sẽ nó được cộng 1 ở phía sau dương nha nam. Sẽ cộng 1 phía sau màu xanh sau. Đó. Nhưng tại chỗ này là 75+2 này. Đó, 75+2 đúng chưa? Giờ thêm 20 nữa này là sẽ lên kháng hàng 75+3. Tại vì Khải có tính toán rồi anh em ạ. 75+3 này. Đó thấy chưa? Đâu. Thiếu đúng một phòng thủ lý nè ơi. Nếu mà đợi nói thiếu đúng một phòng thủ lý thì chúng ta cùng chờ đợi xem liệu có tăng được cái phổ độ chúng sinh này thêm được 1% khá tất cả không nha mọi người. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ giảm bớt cái luồng đam. Có thể giảm bớt luồng đam test cho anh em xem. Lên được 1 điểm phổ độ chúng sinh nữa là thành 7 điểm thì có thể lên được 75+1. Và cùng chờ đợi xem thử cái lực tay cùng giảm bao nhiêu. Ây xa, thiếu đúng 1 điểm ta. Đồ quá đẹp, thiếu đúng 1 điểm anh em ơi. Rồi bây giờ này chúng ta sẽ tăng theo test cái hướng hướng phòng ngự trước đi. Hướng đam chưa cần tính tới nữa nè. Coi thử thiếu bao nhiêu lực đây, thiếu bao nhiêu đam. Đây. Lúc này chúng ta tính thì cái này là mỗi là 10 sẽ tăng được cái này lên là 6. Đó, không được nữa này. Thì thêm 1% nữa này. Thiếu bao nhiêu kỹ năng? 1 thiếu 2 3 4 5. Đó. 75+1 thấy chưa anh em? Tính toán easy rồi anh em. Đó, sau khi cái này lên được 7 là 75+1. Rồi. Với vẫn như này chúng ta cũng tăng vào hiệu ứng đam thử là còn thiếu nhiều kỹ năng để có thể mắt hướng kỹ năng của hướng trưởng.
Đây nè. Thiếu nhiều điểm rồi. Đồ thật là đẹp gơ luôn nè. 11, 11, 11, 11, 9, 14. Rồi nè, 16. 14. Ra vẫn ok nè em ơi. Ok nè em ơi. Thiếu 2 điểm đổi mắt kỹ năng nè em ơi. Thiếu 2 điểm thôi. Nhưng mà chúng ta có thể thấy hiệu quả nè em ơi. Được. Đánh kiểu này đánh được luôn nè. Vô. Quá hợp lý nè em ơi. Trời ơi trời vãi đái. Phải là 75 cộng 1. Hơn cả cái set đồ kia hoàn toàn khá là nhiều. Nhưng mà set đồ này thì là hiện tại không có kháng lôi thôi mọi người. Tại vì đợi đi solo đại hội anh hùng này nọ thì sự là gió đang khá là ít. Nên là kháng lôi không, cũng không cần thiết lắm. Rồi cái đại lượng này không bao nhiêu tầm thôi bỏ qua bên. Đợi tính sơ hiệu ứng thì cho anh em nhìn sơ qua thì cái này 25 chậm, 35 chậm là 50, 50 cái này 45 chậm nó là 95 chậm. 95 chậm kèm với thanh âm này là khoảng 16 thì được 105 làm chậm thì tính nói tính ra thì nó vẫn đạt móc 80 chậm thôi em ơi. Nó không hơn nhiều. Rồi. Cũng vẫn móc 80 chậm thôi, tại vì ít nhất cái thanh âm này phải lên được 30 thời gian làm chậm thì nó mới đạt 120 nè. Là cái thanh âm này phải mất 22 điểm thì nó mới đạt được, 20 điểm nó mới đạt được. Còn thiếu đến 9 điểm. Rồi, dự hướng thời gian chúng đọc thì có 40. 40 là 80. Cho cái này 40 rồi đi, tại vì cái này hãy có thể thay gia truyền 40 khác thì được 120 thời gian chúng đọc. 120 thời gian chúng đọc kèm với cái này cho 20 là 140. 140 thời gian chúng đọc thì đỡ mà đạt móc 160 thì khải thiếu 20%. Thì thiếu 20% chỗ cái thời gian thanh âm này nè. Thì khả sẽ thiếu khoảng tầm 3 điểm. Nói chung là đỡ mà lên mất 160 giây đọc thì cái thanh âm này phải lên được 14 điểm thanh âm. Thì đang thiếu 3 điểm. 3 điểm kỹ năng nữa thì sẽ mất được thời gian chống đọc 160. Còn mà đỡ mất 120 làm trọng thì phải khá là cao nè mà. Phải mất thanh âm 20 lần. Ok, chúng ta cái tinh thần như vậy đi. Hiệu ứng chúng ta vẫn pin là được rồi. Bây giờ chúng ta đi ra thử thôi nè. Với hiệu ứng phòng thủ lấy mất 75 còn 1 khải khá tự tin đánh với thiên bang luôn nè. Hôm trước ông vẫn xếp đồ năm hành đó nè mọi người. Thì phần thủ lý khả được 75 thì thực sự là đỡ một câu đam câu giờ đến phút cuối mình vẫn ăn được thiên bang nè. Đó. Rồi. Những cái này cũng ok. Nên thôi ok không nè. Quá đẹp luôn nè. Trời ơi. Vậy cháu ai chịu nổi. Đàn đôi giày này khá là chậm, khá là thiệt thòi ở đôi giày thôi. Đôi giày dị tóc có 25 thôi. 25 kèm với cái này 30 thì hình lên được 3 tóc chạy. Lên được 3 tóc chạy. Lên được 3 tóc chạy. 3 tóc chạy nó vẫn bị delay nữa mà. Vẫn bị delay. Vẫn bị delay thì được Khải tính toán xem. Nếu như thế này thì Khải sẽ không cho delay luôn. Cho nó như thế này luôn. Đó, khỏi delay luôn. Không cần cái thanh âm này. Tại vì cái thanh âm này có búp cũng không đủ, không đặt mắt được. Nên là không cần búp thanh âm. Mà một mình skin này 8 điểm là ok rồi. 8 điểm lên 11, 11 ok rồi. Nên là khỏi bị delay nè. Đó, ghê luôn. Trời ơi, những cái này đánh này chịu nổi. Quá khét luôn em ơi. Những cái này đánh đại hội anh hùng solo 1-1 khỏi chơi luôn nè. Quá dữ, quá dữ. Quá dữ. Ngon lên cầm đào luôn. Cái này đánh khá đẹp nè mà. Thằng này có thể chuyển ngày 10 chơi hộ. Chơi quá đẹp luôn. Tại vì set đồ của đường môn khả chuyển sang hết bên này rồi mọi người. Set đồ đường môn khả chuyển sang hết bên này rồi nè. Đó. Nên thấy set đồ nè. Rồi nói rồi. Cái này 40, 40 120. Đừng muốn lên 160 là nam mang chỗ này 30. Mang chỗ này 30 thì có thể lên được 160 nha mọi người. Mang cái khăng băng này 30 thì lên được 160 ok. Khải tìm như khải có một cái nhẫn thì dẫn đọc 30. Không băng này khải test thử xem. 160 là đẹp luôn. Đây mang 19 thử coi. Mang 19 thử liệu không băng nó vẫn còn 75 cộng 3 thì vẫn ok anh em. Nếu không băng vẫn còn 75 cộng 3 thì nên mang cái nhẫn 30 này. Tại vì sao? Nó sẽ đạt móc 160 thì dẫn đọc nha anh em. Đó, nó sẽ đạt móc luôn. Đạt móc ai? Trời không đọc móc anh em ơi. Móc liền tục móc liền. Buồn dữ ta. 19-30 không đọc móc. Rớt rồi. Rớt móc 1% kháng băng này. Khải tìm một nhận kháng băng nào đẹp hơn tí xem nè.
có thể khá cho tim một cái nhận thắng bằng 23-30. 23-30 khả mang vào nó đọc mắt như nào, hãy nghĩ là chắc chắn nó sẽ có trong rương, hãy như còn một cái nhận thắng bằng ở trong con clone 23-30, nhớ là có một cái đâu ta, mình đỡ ạc nào ta, 21-30 quyết đạt không, có cái 21-30 này mà. Ok, muốn đỡ đạt hay không đó tí nữa chúng ta tính xong. Hiện tại trước mắt chúng ta đỡ muốn đặt móc 160 dân đọc thì Khải chỉ cần thay thớ vào chỗ này là cái nhận không banh 23 hoặc là 22 gì đó, thì cái này Khải test thử, nếu 21-22 nó đặt thì ok, kèm với 30 thì dân đọc là chuẩn nha nè. Kèm với 30 thì dân đọc là chuẩn. Này 20 thì là bị thiếu nè, thiếu móc 20 tính ra này, để cho anh em xem này, cái này được 10% đây thì chỗ này mới có 30 thôi. Rồi 40 đi thì nó vẫn thiếu 10% đó. Rồi, trước mắt là thiếu chỗ đó. Quá đẹp luôn. Ủa, không phải phải đem cùng 3. Hèn gì kiểu này, biểu sao. Nếu mình bận năm hành thì mình không thể nào đánh lại Lý Bạch, cũng như là không thể nào đánh lại hình sự thôn nè mình. Vì hai hạt này họ khá là khỏe, khẳng định là không thể nào đánh lại luôn. Úi xời. Cái này trâu. Rồi, tụi này cứ luyện skin 120 lên cao cao một tí là khỏe thôi nè em ơi. Quá đẹp luôn nè em ơi. Cái mi này đi solo hết nước chấm luôn nè. Rồi, đại lượng đan thì đang mất 2 điểm rồi nè em ơi. Mất 2 điểm đan. Mất 2 điểm ở kỹ năng này. Thực sự không biết là có bị thọt gì nhiều về cái hướng đan hay không. Thực sự là chưa biết được. Còn nếu như nó không có bao nhiêu thì vẫn giữ hướng kháng cả 13 này nó sẽ tốt hơn. Nó sẽ tốt hơn một tí. Giỏ đan nè em ơi, giỏ đan đánh mình chết quá, đúng rồi. Giỏ đan thì chịu rồi, giỏ đan quyền thì chịu rồi. Giỏ đan quyền đánh đau quá nè em ơi. Không có miếng khăn lôi nào mà, xác định là bỏ giỏ đan luôn nè. Xác định là đánh đại hội nè, bỏ giỏ đan đang bên luôn nè. Rồi, đau quá. Giỏ. Chạy đâu con sâu, chạy đâu con sâu. Ủa hồi nó chịu con thốt. Đâu nó đánh cũng khá là tốt luôn nè. Tại vì giữ chân giỏ đang nó không cử động nổi luôn nè. Hiện tại Khải không mang máu đó mọi người. Chứ nếu mang máu thì đánh nó cũng khá là tốt á. Rồi ok. Rồi, hôm nay xuống đảo mọi người ơi. Xuống đảo Khải tìm cái nhẫn 30 thì nhẫn đọc nào đó. Khải thớ vào thử nha mọi người. Khải thớ vào thử nha nè. Rồi ok. Khải xuống dưới Khải thớ vào thử nha nè. Đó anh em ơi, được Khải thớ cái nhẫn 21-30 vào cho nó đọc mất thời gian chúng đọc nha. Mong cho kháng băng nữa còn giữ được 75-3. Rồi, đẹp luôn. Đạt mất 160 dân chúng đọc vào kháng băng 75-3 theo ý muốn, quá đẹp anh em ơi. Quá chuẩn luôn nha. Quá chuẩn binh luôn anh em ơi. Đồ quá ok. Quá ok luôn. Tìm dây thì chúng đọc 40. Anh em ai còn dây thời gian chúng đọc 40% thôi. Đó, ngon em ơi, tìm gia truyền nữa xong. Quá đẹp trời. Quá đẹp luôn. Giờ này thay vào 40 nữa chuẩn em ơi. Rồi. Quá bình. Ok em ơi, và lần thay đổi lần này thì đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ chơi. Và Khải sẽ like vào lúc 7:10 hàng ngày để đánh đại hội anh hùng đi solo 1-1 cho anh em xem nha. Anh em đang xem đừng quên trong like ủng hộ chơi nha em ơi. Đó, quá chắc luôn. Bye bye, chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye mọi người.